Hôm nay em nhất đang quay cho anh chị xem một bạn chó Cori bị ghẻ rất là nặng. Thì bạn chó này em là của một anh ấy đi nước ngoài rồi. Đấy, thì anh ấy có để lại cho bà ở nhà nuôi. Thì bà không có kinh nghiệm nuôi nên là để bạn ấy ghẻ rất là nặng. Thì em cũng đã đặt vấn đề và em mua lại bạn này rồi. Và bây giờ hôm nay em bắt đầu đi vào chăm sóc và điều trị cho bạn này. Hy vọng anh chị đi qua xem đã từng xem kênh Nhất Thú Cưng thì đã biết đây đây là một trong những cái kênh chữa bệnh về da trên chó mèo. Thì hy vọng rằng trong thời gian sắp tới bên em sẽ đồng hành và sẽ chữa khỏi bệnh cho bạn này. Bạn này là một bạn chó Cori rất là đẹp, mắt hai màu anh chị ạ. Có rất là nhiều anh chị anh không biết ra là bạn này có mắt hai màu đấy, lại cứ lầm tưởng rằng là bạn ấy bị hỏng một mắt đấy, vậy nên là cứ tưởng là bạn ấy bị một bên mắt nhìn thấy một bên mắt không nhìn thấy, nhưng thực ra bạn này là mắt hai màu anh chị nhé. Để quay video nhìn sơ qua tình hình của bạn này, thì bạn này là một bạn chó bị ghẻ rất là nặng, mùi rất là hôi tanh. Đây, để em quay gần vào cho anh chị xem. Vì bà không có kinh nghiệm chăm sóc ấy nên là chân tay của bạn ấy nó sưng tấy lên và móng nó dài, rất là dài anh chị ạ. Thì ngày hôm nay hôm qua em đón về em có cho ăn một xíu rồi, thì ngày hôm nay thì để bạn ấy lại quen nhà đi thì em mới bắt đầu đi vào cắt móng chân móng tay và đi vào điều trị. Hôm nay thì nó có lắng ở đây rồi, điều trị xong là mình sẽ cho tắm nắng luôn anh chị nhé. Đấy, thì bây giờ em sẽ đi cắt móng chân móng tay cho bạn ấy cho đỡ khó chịu đã anh chị nhé. Đấy, một bạn chó Cori rất là đẹp và nó bị ghẻ, nó đi đến đâu là ruồi nó bâu đến đấy luôn anh chị ạ. Thì bây giờ mình sẽ đi thực hiện cái việc cắt móng chân cho bạn ấy. Ôi trời ơi, ai chả cắn em này. Nào ngoan nào con, ngoan nào. À, bạn này cắn đấy nên là phải dọ mõm bạn ấy lại. Sờ người của nó rất là nóng anh chị ạ. Không biết là bạn này có lên cạo hết lông hay không. Ngoan đấy, từ từ thôi, dọ mõm mà nhá, dọ mõm nhá. Cắt được hai cái rồi. Ở đây anh chị ơi, vừa rồi thì em có để bạn ấy ở xa. Thì bây giờ em sẽ đi đeo dọ mõm cho bạn ấy và cắt móng cho bạn ấy anh chị nhá. Bạn này chắc phải đeo dọ mõm vào. Dọ mõm mỏ vịt đây. Đeo vào để điều trị cho nó tốt. Đây chính là dọ mõm mỏ vịt của bạn ấy. Để bạn ấy ở trên đây để cắt móng cho nó dễ. Trời ơi cái bộ móng này làm leo luôn nha, dài quá trời, dài quá. Móng này thì mình cũng không nên cắt 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 gần quá bởi vì là nó sẽ chảy máu đấy, cứ tạm thời như thế đã để cho nó đỡ khó chịu á. Ui hồi nào nào con, đứng 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 này. À, vừa rồi thì mình có tiến hành cắt cái bộ móng chân của cái bạn Cody này, thì mình cũng chưa biết đặt tên cho bạn này là gì, mình cứ gọi bạn này là Bon đi, cũng chẳng biết là chủ cũ gọi bạn là gì thôi. Bây giờ về nhà mình sẽ đặt tên mới là Bon mọi người nhé. À, thì vừa rồi thì mình cũng cắt hết bộ móng chân cho Bon. Nhìn cái móng chân của nó dài ngoằng luôn các bạn ạ. Một chú chó ấy, chắc chắn là bạn Bon này bị nhốt lâu ấy, nên là nó không vận động, vậy nên là móng chân của nó mới dài như thế. Bình thường những chú chó mà hay vận động ấy móng chân nó sẽ rất là ngắn. Đây là toàn cảnh của Bon. Trời ơi. Bây giờ mình sẽ đi vào để đi tắm cho Bon cho nó sạch và sẽ đi vào điều trị để cho nó kịp lắng mọi người nhé. Hy vọng là trong thời gian sắp tới Bon nó sẽ khỏi bệnh. Mọi người xem hành trình chữa bệnh của Bon thì xin hãy đăng ký kênh YouTube Nhất Thú Cưng của mình để có thể xem được hết cái hành trình điều trị bệnh của Bon mọi người nha. Bon ơi, Bon.
Bon ơi. Bây giờ mình sẽ đi điều trị cho Bon các bạn nhé. Trời ơi, quay video mà để mic một nơi, người một nơi, vậy nên là nó không có tiếng luôn. Vậy nên bây giờ phải lồng tiếng cho các bạn xem. Thì bây giờ mình đang đi để xịt thuốc cho bạn Bon này. Bon nó bị bệnh á, nhưng mà nó cũng chẳng hợp tác điều trị đâu các bạn ơi. Nó dãy như rời luôn. Lúc cắt móng của nó đã rất là vất vả rồi, đến bây giờ xịt thuốc là nó quay ra nó cắn. Cắn là cắn yêu thôi, nhưng mà nó dãy lắm nên là nó không cho mình điều trị. Vậy nên là mình bắt đầu phải đi dọ móm lại cho nó. Lần đầu thì mình dọ móm cho nó khá là thành công, bởi vì lúc ấy nó chưa biết. Nhưng mà đến lần thứ hai, khi mà cầm cái dọ móm là nó đã biết là mình dọ móm nó rồi, nên là nó chạy loang quăng như này này. Đấy, nó không cho mình dọ móm các bạn ạ. Đấy, điều trị một chú chó nó đã vất vả rồi, nhưng tuy nhiên là nó hoặc là không hợp tác nữa thì nó vất vả nhân đôi luôn các bạn ạ. Đây là lúc mình đang gọi là vật nhau với nó để đeo cái dọ móm cho nó đây. Dọ móm này rất là dễ thương, dọ móm hình con vịt luôn mà ông ấy không đeo. Nó cắn cả vào tay mình luôn. Sau một hồi gọi là vật lộn đánh nhau với Bon thì cuối cùng mình cũng đeo được dọ móm cho nó, và nó đang gọi là cố gắng để cạy cái dọ móm ra đây các bạn ạ. Thì mình cũng tranh thủ để xịt thuốc cho nó, để cho nó mau được bỏ dọ móm, chứ ông ấy khó chịu lắm rồi. Đấy, một chú một chó là cứ đuổi nhau để điều trị đây, bê đi bê lại. Con Bon này nó có một cái tật là nếu mà bình thường cho ăn uống thì không sao, nhưng mà mỗi khi nó nhìn thấy kim tiêm gái là nó biết là mình đang chuẩn bị tiêm nó ấy, hay là mình đang chuẩn bị động vào da của nó ấy. Nên là nó phản kháng lại kinh lắm. Tại vì là cái da của nó đang ngứa vậy, đang đau ấy, nên là khi mỗi khi mình động vào là nó cảm thấy đau. Vậy nên là nó phản ứng như vậy nó là thông thường thôi, nhưng mà khi mà mình điều trị cho nó mà cái da của nó khỏi rồi đấy, mà nó nành, nó không còn ngứa nữa, thì một thời gian nữa là nó sẽ đứng yên cho mình điều trị thôi các bạn ạ. Đây là những cái phản kháng thông thường của những bạn chó. Sau một hồi vật lộn và xịt thuốc thì mình cũng đã xịt xong, và bây giờ cho em Bon gọi là tắm nắng mọi người ạ. Khi mà điều trị ấy thì mình nên cho tắm nắng, bởi vì là nó sẽ rất là tốt cho da và cái quá trình thuốc nó phát huy tác dụng tốt nhất. Bởi vì những cái bạn chó bị bệnh về da này này thì rất là thích nắng. Như các bạn để ý ấy, những cái bạn chó mà nó bị ghẻ hay viêm da ấy, nó rất thích hay ra làm nắng, bởi vì là khi làm nắng thì nó sẽ có cảm giác dễ chịu. Nhưng tuy nhiên cái nắng này thì mọi người nên tắm vào cái nắng buổi chiều muộn thì nó ít nhiệt hơn, hoặc là nắng sáng sớm thì nó sẽ tốt, chứ nếu mà giữa trưa như trời nắng này mà tắm là say nắng hoặc là sốc nhiệt đấy mọi người nhá. Đấy, hành trình chữa bệnh của em Bon thì ngày hôm nay chính là ngày đầu tiên mình đi cắt móng và đi xịt thuốc cho bạn ấy. Hy vọng rằng trong thời gian sắp tới thì bạn ấy sẽ sớm khỏi bệnh và da sẽ mau lành, không còn ngứa ngáy, không còn mùi hôi tanh nữa. Hy vọng rằng mọi người xem clip có thể đăng ký kênh YouTube của mình và bấm chuông để nhận được nhiều clip mới về em Bon này mọi người nhé.